chào tất cả mọi người đang xem cái view clip này của Tiến nha. Thật sự thì mấy hôm nay mình cũng hơi phiền. Cái mình để mình cho mọi người xem cái vấn đề này. Thì cái đây. Súng đạn sinh hiền nè. À nhập bấm không ra chứ. Đây cái ông nội súng đạn Sưng Hiền này nè. Ông để mình tắt cái này. Đây cái ông nội súng đạn Sưng Hiền này, ông ghi up cái video của tôi lại. Đây. À, ghi up cái video của tôi lại nè, giá 800.000 giao dịch trực tiếp xem hàng thanh toán. Thì mình nhìn qua cái kênh súng đạn Sưng Hiền này, cái ông này ông không phải ông lừa đảo, ông không có đăng bán hàng đâu. Mà là ông lấy những cái video của những người khác, ông re-up lại rồi ông kiếm view hoặc là ông làm cái gì đó, chứ ông không có phải là đăng lừa đảo, mình biết như vậy. Đăng lừa đảo thì không thể nào ông để số điện thoại của, còn nguyên của Tiến trên đây được. Đây. Nhưng mà ông đăng như thế này thì rất là phiền với tôi. Nhiều người gọi rất là phiền, ừ cái gulo 800.000 rồi nhắn tin trên trời dưới đất, rồi tôi trả lời không phải, rồi điện chửi, nói chung là rất là nhiều thứ đây, các bình luận đây. À, 800 mà nói 6-7 triệu này là bình luận trên kênh này nè, thì gửi một cây tôi nói các thành phần như thế này nè. Đây, các thành phần như thế này là dễ bị lừa nhất, tôi nói. Một cái tên kênh của người ta như thế này mà ở dưới nó khác nhau hoàn toàn mà không nhận ra được, nó bó tay luôn. Đấy. Ông súng đạn Sưng Hiền, nếu mà ông có coi được cái clip này của tôi thì lần sau mà ông có re-up cái video của ai là xóa mẹ cái số điện thoại của tôi đi, để người ta làm phiền. Đấy. Thì cái giá 800k nó chứ mới gọi tôi nhiều khi mà 1-2 giờ đêm đang ngủ mà vẫn bị gọi, nhiều khi tôi tắt máy luôn mà bực, nhắn tin chịu không được. Đấy. Súng đạn Sưng Hiền mấy hôm nay thì rất là bực cái ông này. Đấy. Ông còn trên kênh ông thì còn nhiều những video của người khác nữa, chứ không phải là đây lấy video từ lưa hết, lấy video của nhiều người lắm. Đây rồi đăng ghi up lại rồi làm cho mọi người hiểu nhầm. Đấy, tên súng đạn Sưng Hiền nè. Rồi mọi người mà muốn tìm cái kênh của mình tìm đúng, có thể nhập trên cái nền tảng YouTube á. À, mọi người nhập thẳng cái số điện thoại của mình vào 0706222435. Đấy, mọi người bấm Enter. À, là nó ra ngay cái tên kênh của mình đây. Đây là tên kênh của mình, Tiến B. À, mọi người nhấp vào. Đấy là xem đúng vào cái tên kênh của mình nhất nha. Đấy. Rồi mọi người cũng có thể nhấn đăng ký kênh để mình ra video mới thì mọi người xem được luôn. Đấy. Đem đúng tên kênh này, cứ nhập trực tiếp số điện thoại của Tiến B vào thì nó sẽ ra thôi. À, kênh của mình nè, Tiến B nè. Có cái dấu màu hồng đỏ đỏ, tại vì mình thích cuộc sống nó màu hồng. Mình làm cái này nó màu hồng cho vui mà. À, đây là cách tìm kiếm cái kênh của mình. Bấm thẳng vào nó sẽ ra kênh của mình luôn. Rồi cái số điện thoại ở trên này là cái số điện thoại để gọi, không phải là số điện thoại để mình kết bạn Zalo rồi Facebook các kiểu. Số điện thoại là để gọi, anh em mình muốn đặt hàng cái gì đừng ngại, cứ gọi điện trực tiếp cho Tiến, hoặc muốn nhắn tin thì cứ nhắn tin trực tiếp theo số điện thoại, anh em đừng có kết bạn Zalo, đừng có nhắn tin Zalo, tại vì mình ít có trả lời Zalo và ít có on Zalo nên mình không có nhận được các cái câu hỏi của tất cả anh em. Muốn gì cứ gọi điện trực tiếp cho Tiến, nhiều cái Tiến bận không nghe máy thì cứ để lại tin nhắn trực tiếp lên số điện thoại. À, Tiến sẽ mở ra và trả lời anh em mình sau. Rồi mình xin cảm ơn nha.